Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Đà Nẵng đã nhận 4 buồng áp lực dương kháng khuẩn di động, phục vụ cho công tác lấy mẫu, thu thập mẫu bệnh phẩm, góp phần bảo vệ lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch. 4 phòng áp lực dương kháng khuẩn di động do công ty trách nhiệm hữu hạn xi măng vật liệu xây dựng SCG trao tặng CDC Đà Nẵng. Thiết kế được phát triển bởi tập đoàn SCG tại Thái Lan và đã được y bác sĩ Thái Lan ứng dụng thành công trong quá trình lấy mẫu bệnh phẩm quy mô lớn. Trong quá trình thu thập mẫu bệnh phẩm, các y bác sĩ rất dễ bị tiếp xúc trực tiếp với virus thông qua các giọt bắn siêu nhỏ phát tán khi người bệnh nói chuyện hắt hơi hoặc ho các phòng này được xây dựng theo nguyên tắc phòng áp lực dương trong đó áp suất bên trong luôn lớn hơn áp suất bên ngoài đảm bảo các tác nhân gây bệnh trong không khí bên ngoài sẽ không thể xâm lấn vào bên trong phòng hạn chế tối đa sự tiếp xúc trực tiếp giữa người thu thập mẫu và người cung cấp mẫu bệnh phẩm từ đó bảo vệ an toàn cho đội ngũ y tế lãnh đạo cdc đà nẵng đã gửi lời cảm ơn đến doanh nghiệp và cho biết với các phòng áp lực dương này việc lấy mẫu sẽ được tiến hành nhanh chóng thuận tiện hơn cũng như nâng cao an toàn cho đội ngũ nhân viên y tế